Xin chào mọi người, là mình đây, kênh Nông Dân Làm Giàu. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một chút xíu về những suy nghĩ của mình về việc nuôi con chim bồ câu. Thì rất nhiều người hỏi mình một câu hỏi là nuôi con chim bồ câu á, thì năm 2023 thì có ok hay không? Và đầu ra như thế nào? Thì đây là thời điểm cuối năm 2022. Thì mình làm video này để bước sang năm mới mọi người có một cái hình dung tốt nhất về việc nuôi con chim bồ câu. Thì như mọi người cũng biết, đó là ở trại mình đó là chuyên dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt. Đây là có thể nói là cái dòng chim bồ câu tốt nhất hiện nay trên thị trường. Tại vì nó là dòng siêu đẻ, siêu thịt, siêu lợi nhuận. Và khi mà mình mang hệ thống của mình mang con chim bồ câu này từ Thái trở về thì nó tạo ra một cái sức hút ở thị trường Việt Nam. Và có thể nói là chính là kênh Nông Dân Làm Giàu của mình, chính hệ thống của mình là một trong những người đi tiên phong trong cái việc đó là mang cái thị trường đó là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt về. Thì ngay từ những thời gian đầu mọi người có thể theo dõi những cái video ban đầu của mình vài năm trước, thì mình chính là người mang cái dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt này về. Thì quay trở lại cái vấn đề đó là dòng cái việc nuôi chim bồ câu năm 2023 có thuận lợi hay không và cái sự phát triển của nó như thế nào. Mình chia sẻ dựa thêm trên cái kinh nghiệm của mình về việc đó là nuôi con chim bồ câu. Thì như mọi người thấy, đây là con chim bồ câu ra ràng ở trại mình. Đây là chim bồ câu ra ràng nhé. Nó mặc dù là chỉ có khoảng là tầm chục ngày tuổi thôi. Đây, mọi người thấy là chim bồ câu rất to. Đây chính là cái sản phẩm của dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt và chim bồ câu bố mẹ là những cặp ở ngay sau lưng mình. Thì cái thị trường của nó như thế nào thì mọi người cũng có thể hình dung kỹ. Đó là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt, thị trường của nó luôn rộng mở. Ngay cả trong những cái diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong năm 2021 và bước qua cái sự khủng hoảng về mình nói có thể khủng hoảng về kinh tế đi, trong năm 2022 ảnh hưởng đến nhiều vấn đề, thì cái chim bồ câu ra ràng ở trại của mình vẫn tiêu thụ rất tốt và hầu như là có những thời điểm đó là cháy hàng. Thì chính vì vậy nên mình mới có thể nói là mình khuyến khích rất nhiều người nuôi chim bồ câu để thay đổi cuộc đời, để phát triển kinh tế một cách bền vững. Và ở trại mình có một cái việc kinh doanh nó xuất phát từ cái tâm và cũng như là cái triết lý của mình, nó chính là mình bao đầu ra cho người nuôi. Và anh em từ Bắc chí Nam và muốn kết hợp với mình thì mình rất là hoan nghênh. Thì trong năm 2023 thì mình vẫn áp dụng những cách làm phát triển và phát huy những cái thành công của cái việc đó là bao đầu ra cho người nuôi, để mình làm sao phát triển kinh tế cùng nhau. Thì chính vì vậy mình đánh giá trong năm 2023 thị trường chim bồ câu vẫn là một thị trường hết sức rộng mở. Như mọi người cũng có thể thấy đó là nửa cuối năm 2022 thì thịt chim bồ câu nó có một cái chặng phát triển, có nghĩa là giá của nó lên rất cao. Chim bồ câu ra ràng có những thời điểm đó là chim bồ câu lên tới hơn 100.000. Hơn 100.000 chim bồ câu ra ràng. Mọi người cũng có thể thấy là cái sức hút khủng khiếp của nó như thế nào. 90.000, 80.000 một con chim bồ câu, và thậm chí hơn 100.000 một con chim bồ câu ra ràng. Thì mọi người cũng có thể thấy là cái sức hút về kinh tế của nó như thế nào. Ở những nhà hàng, những quán ăn, thịt chim bồ câu mọi người cũng có thể thấy trên menu của nó xuất hiện giá của một con chim bồ câu quay dao động từ tầm khoảng 300.000 đến hơn 300.000 một con chim bồ câu quay. Thì có thể nói là thị trường của nó hết sức rộng mở. Đây là mình mới lấy cái giá trung bình thôi nhé. Có thể ở những quán nhậu, những quán bình dân thì có thể nó thấp hơn, nhưng mà cũng khoảng tầm khoảng trên dưới 200.000 một con chim bồ câu. Chính vì vậy, đó là mình tính một con chim bồ câu nha.
ở những nhà hàng mà mình đi ăn mà cái thịt chim bồ câu ở một số nơi thì mình đánh giá có thể như là không ngon, nhưng mà nó vẫn bán với giá rất cao. Thì chính vì vậy thì mình nhận thấy là cái thị trường chim bồ câu còn hết sức rộng mở, và đặc biệt ở trại mình thì việc kinh doanh thì mình luôn bao đầu ra cho người nuôi. Chính vì vậy những người hợp tác với mình thì phát triển kinh tế đều rất ổn định. Và mình cũng chia sẻ luôn đó là mọi người có thể không bắt chim bồ câu ở trại mình, vẫn có thể hợp tác với mình và mình bao đầu ra cho người nuôi và tiêu thụ đầu ra cho mọi người. Và mình có sẵn sàng ký hợp đồng đối với mọi người, chứ mình không làm việc bằng lời nói suông nhá. Lời nói thì có thể hôm nay mình ok mọi người, nhưng mà ngày mai thì không phải như vậy. Nhưng mà mình hoàn toàn làm hợp đồng đối với mọi người luôn, bao tiêu sản phẩm cho mọi người. Và tháng mọi người cung cấp chim bồ câu ra ràng cho kênh nông dân làm giàu của mình, và mình tiêu thụ ở những cái hệ thống của mình. Thì đó là một cái sự hợp tác uy tín và bền vững. Như mọi người cũng có thể thấy đó là kênh nông dân làm giàu của mình, thì mình làm rất nhiều video để giới thiệu cho mọi người chim bồ câu và truyền đi những kinh nghiệm nuôi của mình đối với những người mới bắt đầu nuôi con chim bồ câu, để làm sao mọi người nuôi cho nó hiệu quả. Thì quay trở lại vấn đề đó là thị trường chim bồ câu trong năm 2023 thì như thế nào. Thì như nãy giờ mình có chia sẻ thì trải qua 2 năm khó khăn của đại dịch Covid-19 thì ở trại mình đầu ra vẫn rất ổn định và có những thời điểm cháy hàng. Thì trong năm 2013 thì mình đánh giá nó là thị trường nó sẽ ấm hơn, và cái việc con chim bồ câu thì mọi người sẽ tiêu thụ càng mạnh mẽ hơn nữa. Và đặc biệt đó là mình vẫn duy trì trong cái việc đó là bao tiêu sản phẩm cho người nuôi, và mọi người hoàn toàn có thể hợp tác với mình. Và trong năm qua thì mình cũng có hợp tác đối với rất nhiều người ở miền Bắc, có mọi người miền Bắc mà mình có đi Hải Dương, Nam Định, ở miền Trung thì có Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, còn khu vực Tây Nguyên thì khỏi phải nói rồi. Tại trên Đắk Lắk của mình cung cấp rất nhiều chim bồ câu giống trên khu vực Tây Nguyên và miền Trung. Còn ở khu vực phía Nam thì phải nói là thời gian qua thì cũng có rất nhiều người mời mình hợp tác, cũng như cung cấp chim bồ câu, cũng như là tư vấn về làm trại chim bồ câu, thì cũng có rất nhiều người hợp tác với mình. Thì có thể nói là cái việc nuôi chim bồ câu thì nó là một cái việc phát triển kinh tế rất là ok. Nếu như là mọi người nuôi nó một cách bài bản, áp dụng theo những cái kỹ thuật ở trại của mình, và mình thấy là cái việc nuôi chim bồ câu có thể như là có nhiều cách nuôi khác nhau, cũng nhiều người thành công, nhưng mà mình thấy cái cách làm của mình nó cũng rất là hiệu quả, và mình cũng truyền cái kinh nghiệm này đối với nhiều người thì họ áp dụng cũng rất là thành công. Và mình cũng hy vọng là trong năm 2023 thì kinh tế nó sẽ ấm lên hơn một chút, thì cái việc kinh doanh nó sẽ thăng tiến hơn, và mọi người sẽ có những cái cách làm, có những cái quyết định nó sáng suốt hơn. Còn về cái thị trường chim bồ câu thì như nãy giờ mình có chia sẻ và đánh giá thì mình nhận thấy nó là một thị trường còn rất rộng mở. Trong bối cảnh thịt gà, thịt heo và những loại thịt khác xuống giá, và mình cũng hy vọng là mọi người có thể suy nghĩ để có thể khởi nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó việc nuôi chim bồ câu đó là một cái ví dụ cho mọi người. Và nếu mọi người muốn tìm hiểu về việc nuôi chim bồ câu thì hoàn toàn có thể kết nối với mình qua YouTube, Fanpage, Zalo, qua số điện thoại 0961422323, và có thể đăng ký kênh YouTube của mình là Nông Dân Làm Giàu. Đây là kênh duy nhất và độc quyền của kênh Nông Dân Làm Giàu mình, ngoài ra không có một kênh nào khác.
thì mọi người cũng có thể đăng ký kênh, và mỗi khi có video thì nó sẽ thông báo cho mọi người biết là hôm nay mình sẽ ra video để mọi người có thể theo dõi. Thì những chia sẻ vừa rồi đó là những chia sẻ tận đáy lòng của mình, và hy vọng mọi người coi, nếu mọi người xem video, mọi người cảm thấy video này hữu ích thì mọi người có thể cho mình một like và comment ở bên dưới cái video này. Và những ai mong muốn mình làm video với nội dung gì thì mọi người có thể bình luận ở dưới để mình ra tiếp video để phục vụ mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người.